sốt cha cha đó. Lý do tại sao kêu xèo là đó, đến bây giờ nó vẫn xèo xèo. Xin mời Việt Thảo thử. Múc cái xì dầu chế đây nè, chút xúc đây nè, đây nè. Đó. Đó, ăn nó mặn luôn. Mặn mà hơn đúng không? Quá mặn. Hôm nay cùng ăn với Việt Thảo và anh Quý nha quý vị. Cùng thèm với Việt Thảo tại món ngon Đà Lạt ở tại Đà Lạt Việt Nam. Chưa à, được, còn sống nè. Cái trứng gà này á, Việt Thảo thấy nó khác. Cái trọng đỏ to gấp đôi gấp ba trứng gà bên Mỹ. Yes. Bây giờ anh mới hiểu tại sao mà khi khách đến món ngon Đà Lạt lại ghé gian hàng em nhiều. Món ngon trong những món ngon Đà Lạt.